Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày 4 tháng 11 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm bên mình thì các bạn có thể là lên kênh YouTube của mình. Đây, các bạn có thể lên kênh YouTube. Các bạn lên YouTube nhé, các bạn có kênh là Triệu Phú TV đây ạ. Này, các bạn có thể là lên kênh YouTube này. Các bạn gõ tìm kiếm là từ khóa là Triệu Phú TV nhé. Đây là kênh chuyên của mình, chuyên mua bán điện thoại cũ. Đây, các bạn cần điện thoại cũ giá rẻ và sớm nhất và hot nhất thì các bạn có thể đăng kênh bên mình. Thì mỗi tối mình sẽ phát trực tiếp clip thanh lý điện thoại cũ. Thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn sản phẩm đầu tiên. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có mấy mẫu điện thoại cũ thì mình sẽ giới thiệu và thanh lý cho bạn. Thì là sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay nhà mình giới thiệu bạn là chiếc sản phẩm là iPhone 6 thường. Đấy, iPhone 6 thường thì hôm nay bên mình lại về con iPhone 6 thường này. Đấy, buổi tối ngày hôm nay thì mình về con iPhone 6 thường này. Con này là phiên bản là gì nhỉ, quốc tế 64GB nhé. iPhone 6 thường, con này là phiên bản quốc tế 64GB. Đấy, iPhone 6 thường phiên bản quốc tế 64GB. Tình trạng con này thì là pin nhé. Mình sẽ xem tình trạng pin cho các bạn này. Pin con này thì là 100% luôn cho các bạn luôn. Pin này thì là mới 100% cho các bạn. Thì là ngoại hình con này thì còn máy còn 90/90% các bạn nhé. Con này thì là tất cả chức năng bình thường nhé. Vân này, con này thì là bao cho bạn là men zin, màn zin, full vân tay vân chân, bản quốc tế. Còn iPhone 6 thường này các bạn mình cũng không thể giới thiệu chi tiết qua cho các bạn thôi. iPhone 6 thường này thì mình sẽ bao các bạn là men zin, màn zin. Con này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 2 triệu đồng nhé. Phiên bản là 64GB nhé. iPhone 6 thường phiên bản 64GB. Con này thì hôm nay vừa mới thâu lại của khách xong. Đấy. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 thường này, các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất. Một là qua trực tiếp qua hai số điện thoại này này. Qua hai số điện thoại này bên mình. Và hai là các bạn có thể là qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng mình. Nếu mà bạn nào dành nhân Zalo thì mình nhiều lúc mình không trả lời kịp thì mong các bạn là thông cảm. Thì các bạn nào đặt hàng bên mình rồi thì giờ làm việc mình bắt đầu từ là 7 giờ sáng. Thì là mong các bạn liên hệ trực tiếp của mình để đặt hàng nhé, để chốt đơn cho nhanh. Thì vì bình thường là buổi tối thì là mình buổi trưa và buổi chiều và buổi tối thì mình phải hôm sau mình ship được cho các bạn nhé. Đấy, iPhone 6 thường chỉ với giá 2 triệu đồng thôi. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay bên mình lại về được chiếc sản phẩm là Redmi 5i. Đấy, Redmi 5i thì hôm nay con này thì là máy mới full hộp này. Con này là Redmi 5i, con này là phiên bản là RAM 3GB. Bộ nhớ trong là 32GB nhé. Đấy. Con này thì là máy mới full hộp. Đấy, Redmi 5i này. Redmi 5i thì mình sẽ xem qua một số mình. Redmi 5i đấy, máy mới con này, máy mới full hộp phụ kiện các bạn nhé. Đây là kiểu sách hướng dẫn các kiểu này, và đây là máy nhá, Redmi 5i máy đấy. Và đây là củ sạc này và dây sạc này, và trong này là que chọc sim các bạn nhé. Củ sạc, dây sạc và que chọc sim phụ kiện thì không có gì. Bây giờ hầu như là tai nghe họ cắt hết rồi, máy mới bây giờ tai nghe cắt hết rồi đấy. Đây con Redmi 5i này. Đấy. Đấy, Redmi 5i thì mình sẽ xem qua về cấu hình cho các bạn nhá. Đây. Con này là phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này là chạy chip Snapdragon 665 các bạn nhá. Con Redmi 5i này thì con này là chạy chip Snapdragon 665. Đấy. Chạy chip Snapdragon 665. Màn hình con này thì là màn hình là tràn viền 6,52 inch HD cộng các bạn nhá. Màn hình con này là màn hình tràn viền 6,52 inch HD cộng. Con này phiên bản 32GB.
Con này là phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB đấy ạ. Đấy, pin con này là pin 5000 các bạn nhé. Này. Pin 5000. Thì là gì nhỉ? Đây. Con này thì là máy màu xanh xanh dương dương này, rất là đẹp này. Có vân tay này, camera thì nó là một camera, hai camera, bốn camera. Tất cả là bốn camera nhé, và một đèn flash đấy. Bốn camera, một đèn flash. Đấy, con Redmi 5i này pin được cái là trang bị với pin 5000. Các bạn dùng cực kỳ là ok nhé. Đấy. Con này thì là tùy máy mới, là nguyên hộp phụ kiện. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.500.000 các bạn nhé. Con Redmi 5i này là 2.500.000 cho bạn này. Đấy, máy mới nguyên hộp phụ kiện. Con này thì bên mình đang bán bạn giá là 2.500.000 nhé. Bạn nào thích sản phẩm Redmi 5i này, các bạn nhớ hàng liền sớm nhất nhé. Đấy. Đấy. Bên mình đang bán bạn giá chỉ với giá là 2.500.000 thôi. Nói chung là những sản phẩm mà pin 5000 thì các bạn khỏi phải lo. Pin thì cực kỳ là châu bò các bạn nhé. Đấy. Và hình thức mua hàng bên mình rất hình thức. Thì các bạn nào tin tưởng bên mình rồi thì mình chuyển khoản trước thì mình sẽ fly ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình rồi, các bạn chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán thì các bạn phải cọc trước cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Oppo gì nhỉ? Oppo Redmi 5i này các bạn làm sớm nhất nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay, nhà mình lại về được con này là con iPad, iPad 2 các bạn nhé. Đấy, hôm nay nhà mình về, bên em lại về con iPad 2. Đấy, iPad 2 thì con này là phiên bản 16GB nhé. iPad 3, con này là phiên bản 16GB, con này là bản Wi-Fi các bạn nhé. Đấy, iPad 2 thì là tình trạng của nó thì là con này thì là màn hình của nó thì là màn hình là 9,7 inch. Pin con này là pin hơn 10.000 nhé. Đấy, pin con này dung lượng rất là cao, hơn 10.000. Đây. Các bạn mua về cho các em nhỏ học hành nào thì đây, rất nhiều phần mềm học online tại nhà, rất nhiều tựa game chơi này, YouTube này, Facebook, Zalo nghe nhạc các kiểu này, quay phim nghe gọi rất là ok. Mình sẽ test thử phần nghe nhạc các bạn nhé. Đấy. Loa nghe cực kỳ là hay nhá. Đây, một cô gái rất là xinh. iPad 2. iPad 2 thì được sở hữu là cái màn hình cực kỳ là to. Các bạn xem phim thì cực kỳ là ok nhé. Mà thứ nhất là pin nó cũng trâu bò cơ. Đấy. Đấy, iPad 2 này. Đấy, nút vân tay gặp này. Đấy. Con này thì là khách có dán ni lông là xung quanh máy nhé. Đấy, con này thì là khách đã dán ni lông xung quanh hết máy rồi. Đấy, iPad 2 này. Đấy. Đấy. Chỉ với giá con iPad 2 này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.400.000 nhá. Cho các bạn mua về cho các em nhỏ mà ví dụ mà học online tại nhà hoặc là xem phim nghe nhạc. Nói chung là học tại nhà rất là tuyệt vời. Đấy, bên mình thì thanh lý bạn giá là 1.400.000 thôi. Đấy. Năm 2020 các bạn mua điện thoại rất là cực kỳ là rẻ. Chỉ với hơn 1.000.000 thôi các bạn sở hữu những sản phẩm mà tín đồ của công nghệ của iPhone, Apple chúng rất là thích nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.400.000 nhá, con iPad 2 nhá. Đấy, 1.400.000 rất là rẻ các bạn, máy này. Này, dán ly lông xung quanh máy hết rồi các bạn nhé. Các bạn mua về mình sẽ, bên mình sản phẩm bên mình thì có tặng sạc nhé. Thì các bạn mua về chỉ phải dùng thôi nhé. Đấy. Khách có dán hết cả mặt. Con này dán ly lông hết mặt rồi nhé. Đấy. 1.400.000 con này các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPad 2 này các bạn nên hàng liền sớm nhất nhé. Và tiếp theo bên mình hôm nay lại về con này là Samsung Z6 2018 đấy ạ. Con Samsung Z6 2018 thì hôm nay con này mình có nhận đổi và giao lưu được của khách đấy. Đấy, khách dùng rất là dữ. Máy là còn nguyên hộp này, sách này. Đây. Và có cục sạc nhé. Sạc và dây sạc theo máy luôn đấy ạ. Đấy. Con này thì khách dùng rất là dữ này. Đấy. Con này thì mình nhận được giao lưu của khách. Thì là mình sẽ nói sơ cua qua con Z6 2018 này. Con này thì là phiên bản của nó RAM 3GB bộ. Mình sẽ xem là bao nhiêu GB nhé. Con này thì là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này đã lên được Android 10 các bạn nhé. Đấy, con Z6 2018 này. Con này thì là máy đẹp len keng luôn, khách dùng rất là dữ này. Vẫn còn nguyên miếng siêu dán đằng sau máy này. Con này là bản công ty 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. Z6 2018 này thì con này thì nó là hình thức của nó là nhỏ gọn này. Không to quá mà không nhỏ quá, dùng rất là thích tay nhé. Đấy. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này là bản công ty 2 SIM. Máy nguyên hộp phụ kiện này. Có
con này thì hôm nay mình vừa mới giao lưu đổi lại đồ khách này. Đấy, máy đẹp leng keng luôn, không khác gì máy mới luôn các bạn nhé. Đây, máy rất là đẹp đấy. Máy không khác gì một máy mới luôn ạ. Con G6 2018 này thì là máy mình là nhận giao lưu của khách ấy. Thì là nào bạn nào muốn biết giá trực tiếp thì các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình đặt hàng nhé, để mình sẽ báo giá trực tiếp các bạn. Tại vì mình cũng tránh là tình trạng là được lòng trước mất lòng sau, thì mình đổi của khách mà, đâm là mình có bù trừ các với khách giá hợp lý rồi. Còn bạn nào mà muốn mua thì mình không tiện báo như này, thì vì mình báo mà cao quá hay là rẻ quá thì nhiều khi mất lòng khách hàng và mất lòng giữa người bán, đâm là mình tránh tình trạng đây. Con này mình đổi được khách thì là mong các bạn liên hệ trực tiếp mình đặt hàng nhá, để biết giá trực tiếp để đặt hàng nhá. Mình sẽ bao rẻ nhất Việt Nam cho các bạn nhá. Con G6 2018 này, máy nguyên hộp phụ kiện đấy, mình thanh lý các bạn với giá là rẻ nhất Việt Nam này cho bạn nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này, là cũng là con này cũng nay mình buổi tối ngày hôm nay thì mình đổi được 3 con nhá. Đấy, mình hôm nay thì mình nhận giao lưu được 3 con này. Đấy, còn con này nữa cơ, mình sẽ giới thiệu con này trước các bạn đi. Con này là con GLG V30 này. Đấy, V30 màu hồng. Thì là hôm nay thì mình cũng nhận đổi được con này của khách này. Màn hình thì màn hình Super OLED này, RAM 4GB. Con này cũng là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy, con này là V30 Hàn Quốc nhé, một SIM. Con này là LG V30 Hàn Quốc này. Đấy, LG V30 Hàn Quốc. Màn hình của mình là màn hình OMO Super OLED này. Màn hình hiển thị rất là đẹp nhé. Đấy, màn hình tràn viền luôn, rất là đẹp đấy ạ. Đấy, con LG V30 này thì là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Con này thì là hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong này. Đấy, con này là nhận cũng dẫn giao lưu đổi của khách nhá. Đây, con này tình trạng là chỉ bị vỡ mỗi kiểu tí kính bên dưới lưng này thôi. Đấy, đấy, chỉ bị vụn mỗi kính gì bên lưới lưng thôi. Đấy, tại vì bên mình thì không hay sửa chữa mà. Thì bên mình thì không sửa chữa, mình mua hay mình giao lưu lại của khách như thế nào bán luôn chỉ thế cho các bạn nhá, cho là nhanh, tại vì bên mình thì không sửa chữa. Đấy, mình báo luôn tình trạng chỉ bị vỡ kính này thôi. Con này thì mình cũng nhận là giao lưu của khách thì mình tránh được là mất đồng trước được lòng sau, thì là mong các bạn liên hệ đây qua số điện thoại mình để mình sẽ báo giá và trực tiếp cho bạn, bao cho bạn là giá rẻ nhất Việt Nam, nên các bạn yên tâm nhá. Đấy, chỉ bị là vỡ nứt mỗi một đường này thôi nhá, mình sẽ thanh lý bạn giá cực kỳ là rẻ các bạn nhá. LG V30 này ạ. Đấy, dùng rất là sướng. Nói chung là LG V30 thì máy Hàn Quốc không phải lo. Mình sẽ vào coi như là xem nghe nhạc vàng cho bạn này. Đấy, đấy, các bạn nghe nhạc vàng này. Nói chung là hàng Hàn Quốc thì khỏi phải chê luôn. Rồi, Hàn Quốc các bạn nghe nhạc thì khỏi phải chê luôn. Màn hình con này là màn hình 2K này các bạn nhé. Màn hình LG V30 này, màn hình của nó là 2K đấy, rất là đẹp. Đây, máy Hàn thì có hỗ trợ chip âm thanh nghe nhạc thì cực kỳ là phê ạ. Đấy, đây, đấy các bạn, đây các bạn kích vào kênh Triệu Phú TV, các bạn đăng kích và đăng ký kênh nhé, rất ok. Bạn nào thích sản phẩm LG V30 này, các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhá. Các bạn liên hệ máy này mình giao lưu của khách thì các bạn liên hệ trực tiếp mình để mình sẽ là báo giá trực tiếp cho các bạn nhá, bao rẻ nhất Việt Nam cho các bạn nhá. Đấy, hôm nay nhà mình giao lưu 3 con. Thì hôm nay mình nhận được giao lưu 3 con. 3 con này thì các bạn liên hệ trực tiếp cho mình nhá. Đấy, thì mình tránh tình trạng trước đặt trước lòng sau. Đây. Con này là cũng là LG gì nhỉ? À con sorry các bạn. Con này là Vinmart Line nhá. Đây. Con này là Vinmart Line này. Đấy, Vinmart Line. Vinmart Line thì mình sẽ đọc qua về cấu hình cho các bạn nhé. Con này của nó là phiên bản là RAM 4GB. À sorry các bạn, con này là RAM 6GB nhé. Con này là phiên bản RAM 6GB đấy ạ. Đấy, Vinmart Line con này thì nó của nó là chip Snap 675. Màn hình thì là 6,1 inch tràn viền nhé. Màn hình là 6,1 inch tràn viền. Con này thì là mình được giá rất là cao, tại vì cái camera của nó thiết kế rất là hay này. Camera thiết kế rất là đẹp nhé. Đấy, camera nó thiết kế là bên cạnh của máy, không thiết kế vào gần bằng loa này. Tại vì vết thiết kế gần bằng loa thì cái bụi nó hay chui vào cái camera nữa, hay bị mờ mất cái camera. Cái dòng Vinmart này họ thiết kế cực kỳ là hay ở cái camera nhé. Phiên bản là RAM, con này là chạy chip Snap này, 675 này. Đấy, chip Snap 675. Đấy, chip Snap 675. Của nó là RAM 6GB nhé. Con này là phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy, con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Pin, ôi trời, lại quảng cáo. Pin con này 4.000 các bạn nhé.
pin con này là pin 4.000, thì con này mình sẽ bán trên thị trường đang bán với giá là hơn 3 triệu đồng, thì mình sẽ thanh lý bạn giá cực kỳ là rẻ thôi. Thì con này của mình cũng giao lưu trao đổi của khách, máy cũng đẹp leng keng xà beng đấy. Đấy, con này thì máy cũng đẹp leng keng xà beng, còn có một cái ốp dẻo nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Vinmart Line này, các bạn nhận hàng được sớm nhất nhá, các bạn liên hệ trực tiếp mình để mình sẽ báo giá trực tiếp cho bạn nhá. Đấy, Vinmart Line này. Đấy, rất ok. Hôm nay nhà mình về thì hôm nay nhà mình giao lưu được 3 con nhá. Đấy, thì mình các bạn liên hệ trực tiếp mình sẽ báo giá cho bạn 3 con này nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về con này là con Oppo A7s nhé. Đấy, buổi tối ngày hôm nay nhà mình về con Oppo A7s này, thì là ngoại hình con này thì là vỏ cũng gọi là tạm ok các bạn nhé. Đấy, cũng còn độ 85-90%. Con Oppo A7s này thì là phiên bản là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB các bạn nhé. Con Oppo A7s này phiên bản là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB, màn hình con này là tràn viền màn hình là tràn viền 6,6 inch, hơn 6 inch, phiên bản là RAM 3GB, các bạn là RAM 2, bộ nhớ 16, màn hình con này pin con này là pin hơn 4.000 nhé, 4030, pin con này là pin hơn 4.000 các bạn. Đấy, con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.550.000 các bạn nhé. Hôm nay nhà mình về là con Oppo A7s màu đen này, bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.550.000. đấy, cũng khá là muộn rồi, gần 12 giờ rồi. Đấy, bây giờ 12 giờ rồi, mình sẽ thanh lý nốt cho các bạn. Đấy, và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được rồi. Con này là con Samsung A7 2018. Đấy, con A7 2018 thì hôm nay vừa về con màu đen này. Đấy, con A7 2018 màu đen này các bạn nhé. Đấy, A7 2018 màu đen, thì con này là phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. A7 2018 màu đen này thì con này là hôm nay mình, con này là bản công ty nhé. Hôm nay mình về con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Đấy, A7 2018 đấy ạ. Được cái là thiết kế là 3 camera, 1 đèn flash. Con này thì là máy zin nguyên bản các bạn nhé. Con A7 2018 phiên bản công ty 2 SIM 2 sóng này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2.700.000 các bạn nhé. Đấy, 2.700.000 cho các bạn nhé. A7 2018 đấy ạ. 2.700.000 cho các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A7 2018 các bạn nhà mình là sớm nhất nhé. Hôm nay nhà mình về được một chiếc màu đen này, ngoại hình còn khá là ok, rất là đẹp các bạn nhé. Và tiếp theo hôm nay nhà mình về được con này là con gì nhỉ, con này là con Sony XZ này. Đấy, Sony XZ thì con này thì phiên bản của các bạn cũng đã rõ rồi, con này phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Con Sony XZ này là phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con Sony XZ này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.500.000. Đấy, bây giờ thì cũng muộn rồi, thì mình cũng giới thiệu nốt con này thì cũng vài con nữa cơ, nhưng mà thôi để tối mai mình sẽ level nốt cho các bạn nhé. Con LG XZ này, Sony XZ này thì bên mình đang bán với bạn với giá là 1.500.000, phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình cũng về được ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thành các bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy lên hệ trực tiếp mình đặt hàng nhé. Và tất cả sản phẩm bên mình thì lỗi đủ 1 tuần và bảo hành là 6 tháng. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đã xem video mình một tối ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc. Và xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhé.